Rồi, ok mọi người ha. Hiện tại em đang ở Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức. Em đang đi vô nhà của một anh khách. Anh này đang có một cái bầy huyết của size lớn, phải 4 mấy xăng. Con bầy huyết này là mua của bên em, cũng đã nuôi được thời gian lâu rồi. Này thì anh muốn giao lưu đổi lại một bầy huyết nhỏ. Này nó bị tảo rồi anh. Cái đèn anh không hay. Dạ. Cái nó bị rong, anh mới thay cái đèn nó trong trong ngày qua nó xanh hết luôn á. Anh tạm ngưng cái đèn ngang này cho nó giảm cái đúng rồi, tạm ngưng đánh đèn là nó sẽ giảm bớt. Quá trời cá luôn. Ơi. Con bó này bự ghê luôn. Bó qua đi quá đẹp luôn á. Con bó này bó đi nhìn ghê chứ anh. Bó đi nhìn đúng lực luôn á. Mập thù lù luôn. Con cá con mà anh nuôi kỳ anh bỏ vô á rồi. Còn cái này hả? Trời ơi, con này là con cá mồi nè mọi người, con cá mồi mà này nó con này nó tha nó không ăn. Mà cái vảy con này lạ quá ta, cá lóc mồi. Trời ơi, em bỏ này đúng mập luôn á trời. Em nhớ hồi trước con rồi vậy, con nè con khác nữa anh hả? Trời ơi. Đây là cá lóc đồng, cá lóc mồi. Rồi nó ăn á, rồi nó chừa lại con nữa. Này có mấy con huyết. Ủa mấy con này là hồi trước là anh tách riêng sẵn hay là bắt mấy con trong đó ra anh? Không, cái này hồi trước lấy của em á, năm bốn con cá huyết lông. Dạ. Với một con bối nè. À, này là cá riêng, cá lẻ ở ngoài đúng không? Anh kêu anh rép, mình rép vô đó rồi về cái nó đánh giá thành con. Dạ. Cái anh mới tách ra từ đó tới giờ đó. Dạ. Chứ tính ra nay hơn 2 năm rồi. Dạ. Mà tại vì có cái là nó... Con này đang bị tảo, con này đẹp quá trời. Nó trong hồ nó ăn, dạ. Nó chậm lớn quá. Này có nồi ngỗng nữa hay gì vậy? Nồi ngỗng bữa bà chị bà đưa cho đem về nhốt nuôi đó. Dạ. Đủ thứ hết. Quá trời luôn. Đủ các loại. Chim chóc gì đủ hết luôn. Anh mới sắp mấy chim ra tắm cho nó. Trời ơi, con này là con gì anh? Con. Trời ơi. Đẹp quá ha, cái đầu nó có cái đỏ. Rồi nó có cái mọng đó. Này là sáo hả? Nhồng. Nhồng. À con nhồng này, con này biết nói đúng không? Nó nói gì lắm. Bữa nay anh còn nuôi mấy con ba cô đinh gì không? Cô đinh còn em đó. Này là nuôi đẻ luôn. Đúng rồi, anh mới thay nước nó mới. Rồi, anh nuôi được con này luôn hả? Quá dữ. Này là heo gì anh? Heo tộc hả? Rồi, nuôi về cái khỏi trong từ nhỏ chứ cũng chậm rồi thôi. Anh đưa nó ra đó, anh nhờ cái khung để anh nhốt luôn. Dễ thương quá. Sài Gòn mà nuôi được cái này là hơi bị ghê đó anh. Rồi anh nuôi ốc nữa. Ốc nữa hả? Rồi. Đây là bầy này là bầy ba chị con thì trước mà nó hư hết 6 con. Còn cái bầy này cũng 30 con mà nó còn có 5 con. Đây có một con mới. Đây là gì anh? Ốc hả? Ốc con. Cho nó đẻ hả? Đó, nó đẻ anh lấy vô nắp nó rớt xuống dưới. Dạ. Cái anh nuôi cho anh bỏ lại kia để cho ốc. Dạ. À, ốc này là ốc gì anh?
ốc ốc Nhật. Ốc Nhật hả? Đúng rồi. Ốc này người ta nuôi để làm gì? Nuôi làm kiểng hả? Không, ốc này nó bán nhà hàng. À. Cái ốc giống mà nó 2,5 kg nữa. Wow. Còn quá trời đấy. Lứa này nè. Cua đinh. À. Anh bỏ đây ốc lứa nữa. Con này là nhà hàng ăn hả anh? Đúng rồi. Nó thương phẩm ra là nó tới 500 nghìn. Nó kêu là ốc Nhật hả? Ốc Nhật. Ốc Nhật, ốc bơ, ốc mỡ, ốc sầu riêng. Nó có 4 tên rồi. Ồ. Quá xá luôn. Đây nuôi dế nè. Đó, nó là nó ba lớn là bắt đầu là bán được anh. Nó bự cỡ ngoài đây nè. Ngoài đây ốc lớn, ốc lẻ, ốc đẻ. Trời ơi, quá xá luôn. Đủ thứ hết. Cái ốc đẻ nè. À. Ủa nó bằng ốc bu của mình luôn ha. Nó bự hơn luôn á. Wow. Nó bự hơn. Nó ăn cải. Nó ăn cải rồi anh cho nó ăn. Nó cũng dễ chịu quá ha. Đúng rồi. Ăn cải với ăn đây chim đó. Gà đồ quá trời nhộng luôn. Trứng gà luôn. Có anh con rắn nữa nè. Ủa. Cái hồi này em trước cua đinh này rắn rồi hả? Cua đinh này sao anh bán cua đinh là cái ông nuôi rắn. Này rắn gì anh? Rắn vịt cá. À lú đầu lên kìa. Mà nó trong cái ống nè. Dạ. Ôi nhóc chân luôn. Đẻ luôn không anh? Đẻ. Nó đẻ lớn giờ là chưa đẻ đâu, nó khoảng tháng 4 tháng 5. Nó bắt đầu vô đầu mùa. Tới cuối mùa là tháng 9 tháng 10 là nó. Anh hay thiệt chứ. Ở đây cũng rắn nữa nè, phải không? Không phải, cá trê. À, cá trê hả? Cá trê kỳ lớn rồi, anh mới bán rồi, anh mới thả lại cá nhỏ đó. Dạ. Quá thả là cá nhỏ. Còn đây là một con mối nữa nè. Đây là huyết long. Bên đây cũng là một cái bầy huyết nữa nè. Đó, thì anh đang muốn mình thu lại cái bầy này và giao lại cho anh một cái bầy khác. Đó. Đây là nuôi bằng hồ xi măng mọi người nha. Ở cực men. Dàn lọc nè. Dàn lọc rất đơn giản luôn. Đó, tự chế hết. Huyết long mà lột hết đầu luôn. Mấy cái cây này nó lên vậy là nó lọc nước sạch ghê luôn á. Dạ mấy cái này nó rễ nó lọc nước á anh. Đó, anh thấy nó lên thôi. Trước em trồng cây lá dứa đó. Cây lá dứa này nó không có nắng nhiều chết. Dạ. Dạ ít nắng quá nó không đủ nắng. Nó sống. Anh tắt hết mấy cái sủi với mấy cái nước giùm em đó. Đây là sau khi đã tắt nước rồi mọi người ha. Đó, thì mấy con cá rất là mập mạp luôn. Mập, rất là mập. Đa số là lột đầu, lột lưng hết rồi. Tại vì nuôi gạch men không trắng thì nó lột đầu, lột lưng hết rồi. Anh này là anh tự nuôi dế, tự nuôi sâu. Mà mọi người thấy là nhà nuôi rất là nhiều thứ luôn, từ ốc, từ rắn, cua đinh, đôi heo, chim chóc, gà gì, nhồng gì tùm lum la, chó mèo ngỗng luôn quá trời. Đó. Thì nuôi theo kiểu tự nhiên nữa, này nó nhẹ công chăm sóc hơn mình nuôi bình thường. Và đây là mấy con cá. Đó. Sống cộng đồng với nhau từ nhỏ tới lớn mọi người nha. Bài này lúc trước giao là nó khoảng tầm 18 đó. Hai đợt, hai lô. Đó. Cứu đèn, cho nên là mấy em cá nó chưa có màu đậm, nhưng mà đừng cái là nó lột sạch đầu sạch lưng hết, lý do là nó không trắng mọi người ha. Đó, anh em mà phơm mà thấy mà muốn con huyết long mà lên đầu lên lưng nó cũng không trắng, nó sẽ lột đầu lột lưng hết như thế này. Đó, lột sạch hết. Khi mà muốn nó đậm màu lại thì bỏ lên hồ đen, mà đánh đủ đèn cho nó thì nó sẽ lên màu đậm hơn.
Rồi ok mọi người, thì sẽ vào trong để mà nói chuyện lại với anh ha. Anh định lấy tiếp chiếc lồng với lại Abino để nuôi. Đây là sự khác biệt giữa anh em thấy nè. Khi mà nuôi một con cá ở một cái hồ mà có không gian nó rộng thì con cá nó sẽ phát triển body rất đẹp nè mọi người thấy không. Tuy là nó là dòng bói thì thường body nó sẽ không đẹp bằng dòng huyết đâu. Nhưng mà con này body nó lên rất là đẹp ha. Nó đủ không gian để nó bơi, thì đuôi càng nó phát triển rất là đẹp đó. Và đặc biệt là anh này anh chăm thì rất là ok, con nào cũng lên body mập mạp hết mọi người ha. Con cá lóc màu mà nó còn bự vậy nữa. Rồi còn quay lại bên đây là ba con này là trước nè, nó trước những trước con bó này. Nhưng mà khi mà cái hồ này cũng lớn, nó là 2m30 mấy lận, rộng 80 mấy, nhưng mà nó không có không gian bơi thì con cá này cái body phát triển nó sẽ không có đẹp bằng mọi người ha. Đó, cho nên là con cá đẹp nó còn phụ thuộc khi mà con cá đẹp nó lớn nó có đẹp hay không thì phụ thuộc vào cái môi trường đó mọi người. Đó, những con này là những con mà nếu anh em nào mà từng xem cái kênh YouTube cũ của em á, lúc dịch á, là bên em đấu giá huyết lông rất là nhiều. Thì đây là hồi trước anh này anh Mười này là chị chồng của chị Thu Nga đó. Hồi trước là men này là những con đấu giá những con cá đẹp không à thời điểm đó. Đó, nhưng mà khi mà nuôi trong một cái hồ nó chật đó, và cái lọc thì nó cũng hơi dơ xíu, thì những con cá này nó phát triển nó không có được đẹp so với một cái con cá mà nuôi cái hồ rộng hơn đó. Và điển hình nè, con này cũng vậy luôn. Con này là nó cũng tầm xem cái thời gian đó mấy con này thôi, trước 1-2 tháng thôi. Nhưng con này khi mà nuôi cái hồ rộng ha thì nó sẽ phát triển body, nó sẽ lên tích thiên rất là to size hơn. Này mọi người nhìn nè, size nó rất là to ha, và body nó cũng đẹp hơn. Những con này là những con đều là hàng tuyển đợt trước anh đấu giá hết đó mọi người ha. Hồ này thì đương nhiên nó đang bị tảo nên là mọi người những ta nhìn nó không được đẹp thôi, nhưng mà con cá này nhá, nhìn thực tế là body nó đẹp hơn những con này nhiều đó. Đó, thì tới cái size này bắt đầu anh ấp đèn vô nè. Đây là những con fully red hết đó. Đó, con này đang chỗ bông. Anh này body cũng đẹp nè, nhưng mà con này nếu mà được ra cái hồ lớn hơn thì nó sẽ ok hơn. Ở cái hồ này thấy hơi nhỏ, hơi chậm. Em này thì nó đang lên bông. Vậy nó đang lên bông nè mọi người nhìn thấy không? Đó. Nhưng mà cái mang nó không có bông thì vẫn là không được gọi là ba tích nha mọi người nha. Cái mang nó không có bông. Đó, mà cái vảy nó có bông nè. Cũng có thể một thời gian sau cái mang con này lên bông cũng không chừng, tại vì cái ba tích là nó lên sâu. Tức là cá lớn rồi nó mới lên, nó giống như kiểu là belly á. Có nhiều con đó, lúc nhỏ nó không lên bay, không chỗ bay liền, nhưng mà khi lớn thì nó sẽ chỗ ra ha mọi người ha. Đây nè, tàu ngầm hăng nặng luôn. Con cá này thì tính là cái size nó không có quá dài đâu, con này thì nó khoảng tầm 50 mấy thôi, chưa được 60 cm, nhưng mà body nó rất là dữ luôn, mập mạp sumo. 50 mấy cm anh? 50 mấy. Dạ. Con này là nó còn lớn nữa đó, nó còn bự nữa. Tại vì anh nuôi trong cái hồ lớn này nó mới lớn nè. Nếu mà con này mà anh nuôi trong cái hồ nhỏ nó sẽ không bự đâu. Đồ. Cái lưng của nó. Lưng nó dày ghê luôn. Anh bắt con gà anh cho. Mập thiệt. Anh thấy con bói dưới kia không? Con bói kia cũng tầm cái thời đó mà nuôi trong cái hồ nhỏ nó đâu có bằng đâu. Con đó nó ăn ít quá à. Cái hồ ít nó đâu bằng nuôi cái hồ nhỏ, đâu bằng nuôi mà hồ bự được. Hồ bự nó sẽ phát triển tốt hơn. Con đó cũng nằm mấy rồi đó. Đúng rồi, nhưng mà nó đâu bằng con này được, không thể nào phát triển body như này được. Con này tính là khi nào ấy chứ là anh nên dọn cái chỗ đem nó qua bên nhà bạn. Dạ yeah. Con này đẹp, bó nó đẹp á. Anh chuyển nó qua bên nhà lớn, nhà anh ở bạn. Chỗ này tại anh đi ngõ này rồi anh làm cái anh ở đây chứ nhà anh bên kia. Dạ yeah. Đi đường kia đi vô cũng được, ở đây đi ra nó thông ra ngoài đúng không? Đúng rồi, nãy em đậu xe ở ngoài đó. Đất nhà mình quá trời mà đất rộng. Cái lúc kia hả nó đánh mấy thôi vậy thôi em về đi anh. Trời ơi anh gửi em con gà về. Cảm ơn anh. Nó cháu dùng lấy thảo cho anh. Dạ em cảm ơn. Rồi em về trước đi, có gì em báo lại anh. Rồi. Nhìn nó gấu dữ kìa.
Ủa con này con gì đẹp vậy anh? Dạ. Đầu đẹp quá ha. Trời ơi. Đủ thứ con hết. Anh đi anh ơi. Dạ dạ. Dạ dạ. Lần nào ra anh cũng lần nào qua đây anh cũng gửi cho con gà rất là hiếu khách luôn. Rồi ok, chào tạm biệt mọi người ha. Bây giờ em sẽ quay về và cũng như là sẽ liên hệ với ảnh sau. Và hôm sau đến lúc mà thu cá thì sẽ quay tiếp tục cho mọi người chúng ta xem nha. Rồi ok, chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người chúng ta trong những clip tiếp theo ha. Bye bye.